vừa mới nói xong, tất cả mọi người đều ngơ người ra. Thì ra người nuôi dưỡng linh thú 16 tuổi trong truyền thuyết chính là cậu ta. Còn câu tiếp theo của giáo sư còn khiến mọi người kinh ngạc hơn. Thực ra kiến thức nuôi dưỡng linh thú của tiểu dạ còn ở trên cả ta. Năng lực của cậu ấy chắc chắn phải đạt đến cao cấp rồi. Nghe cái này xong, hội trưởng Hạ lập tức cười ngượng ngùng. Sau đó Dạ Thiên Tinh nói với hội trưởng Hạ, linh thú của chú thật sự là chúng độc theo bromin. Mọi người đều biết, động vật có răng nanh thì không được ăn sô-cô-la. Chính là bởi vì bên trong có theo bromin. Nếu không phải do khiếu nguyệt thương lang năng lực mạnh mẽ, thì chắc chắn là không trụ được đến bây giờ. Hơn nữa lần này, nó chắc chắn là đã ăn một miếng sô-cô-la to, mới biến thành như thế này. Nói đến đây, là hội trưởng Hạ trong giang hồ, lập tức nắm được trọng điểm, lập tức hỏi, lẽ nào ý cậu nói, độc của khiếu nguyệt là do con người làm sao? Còn Dạ Thiên Thanh trả lời chắc như đinh đóng cột. Đúng, cháu rất chắc chắn đây là một âm mưu, nhưng điều quan trọng trước mắt là phải giải độc cho nó trước đã. Phương pháp giải độc cũng rất đơn giản. Đầu tiên phải rửa ruột để loại bỏ đi nguồn độc. Sau đó dùng cách lấy độc trị độc để lấy đi số độc còn lại là được. Dạ Thiên Tinh vô cùng chắc chắn. Nhưng thời gian thì không chờ đợi một ai. Tất cả phải chờ sự quyết định của hội trưởng Hạ mới được. Hội trưởng Hạ cũng dứt khoát đồng ý. Cần những nguyên liệu gì thì cứ nói. Sau nửa tiếng nữa, Dạ Thiên Tinh đem nước thuốc đã nấu xong đến trước mặt khiếu nguyệt thương lang. Sau khi uống thuốc, nó lập tức nôn ra một đống máu độc. Nhìn thấy linh thú của mình được cứu, hội trưởng Hạ đã xin lỗi Dạ Thiên Tinh vì lúc trước đã coi thường anh. Chỉ thấy ông ấy vỗ vai Dạ Thiên Tinh, nói dù gì sau này cũng thành người một nhà, thì cũng không còn xa lạ gì nữa. Xem ra vòng gặp mặt bố vợ này lại thông qua thuận lợi rồi. Sau khi trở về, Dạ Thiên Tinh còn chưa ngồi ấm chỗ, lại phải đón tiếp một đoàn khách mời. Không ngờ là, hóa ra là do hội trưởng Hạ cho người đến ủng hộ. Chỉ thấy người đàn ông đeo kính triệu hồi linh thú của anh ta ra, muốn kiểm tra thực lực của Dạ Thiên Tinh. Đây là một con nham bổng chiến hùng cấp 3 sao. Dạ Thiên Tinh quan sát một lúc, rồi nói ra một vài thông tin liên quan về con linh thú này. Nhưng đây không phải trọng điểm. Bởi vì Dạ Thiên Tinh nói hết ra, những triệu chứng chán ăn, và ngồi một góc của linh thú, những điều này đã hoàn toàn thuyết phục người.